Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi là Chí Charlie Nguyễn, cũng được biết với cái tên quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta là Charlie Nguyễn Mạnh Chí, hiện là thị trưởng của thành phố Westminster và chúng tôi cũng kiêm là tổng giám đốc của Sở Môi trường Vệ sinh Midway City. Chúng tôi rất hân hạnh được trở lại với quý vị trong chương trình hàng tuần trên đài Việt Media trong chương trình thông tin hoặc là tin tức cuối tuần. Trong tuần này thì chúng tôi rất hân hạnh có được cái sự hiện diện của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Và mục đích của chúng tôi là chúng tôi chia sẻ với quý vị những cái tin tức nó có thể liên quan tới sinh hoạt của thành phố, sinh hoạt của quận hạt, sinh hoạt của những thành phố lân cận hoặc là sinh hoạt của học khu. Và đặc biệt những sinh hoạt này nó có liên quan tới cái sinh hoạt cộng đồng của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi mong rằng là quý vị hãy phổ biến tin tức này rộng rãi cho tất cả những người thân quen để biết về những cái tin tức cập nhật có thể là nó liên quan trực tiếp tới cuộc sống, đời sống thường ngày của mình. Vâng, ngày hôm nay chúng tôi cũng như luật sư Nguyễn Quốc Lân sẽ nói về một cái đề tài và có nhiều cái đề tài khác nữa, nhưng mà một cái đề tài quan trọng trong cộng đồng của chúng ta. Đó là trong những ngày vừa qua quý vị đã thấy rằng là trên làn sóng này hoặc là nhiều làn sóng khác, chúng tôi cũng như luật sư Nguyễn Quốc Lân đã trình bày về vấn đề về cái ngày mà bên hội đồng giám sát của quận hạt Las Vegas đã vinh danh bà cho Jane Fonda vào ngày 30 tháng 4, đúng là ngày đau buồn nhất của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chính vì như vậy mà chúng ta có những cái chiến dịch hay là vận động trong những ngày vừa qua. Bây giờ thì chúng tôi trước hết mời luật sư Nguyễn Quốc Lân gửi lời chào đến khán giả của Việt Media và xin mời luật sư có thể trình bày tiếp tục về cái chương trình hay là cái việc mà chúng ta đang là được những cái tin tức từ ở bên phía hội đồng quận hạt Lost sau khi chúng ta có những cái chiến dịch vận động. Dạ vâng, cảm ơn thị trưởng cho những vị trí đã cho tôi có cái cơ hội tham dự trong chương trình hôm nay. Chắc quý vị cũng biết rằng trong lúc chúng ta vào 30 tháng 4 vừa qua, trong lúc cộng đồng Việt Nam chúng ta khắp nơi dồn nỗ lực vào cái việc là tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 49, 30 ngày 30 tháng 4, ngày xa quê hương, ngày mất nước, thì hội đồng giám sát của quận Los Angeles lại cũng dùng chúng cái ngày đó họ để mà vinh danh cái ngày 30 tháng 4 là ngày Jane Fonda với cái thành tích hoạt động về vấn đề môi trường, vấn đề khí hậu của bà ta. Việc làm này đã gây sự phẫn nộ rất là lớn từ mọi thành phần trong cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là các vị dân cử đại diện cho những khu vực có đông người Việt Nam. Với cái sự phản đối kịch liệt như vậy thì chúng tôi rất vui mừng được thông báo với đồng hương rằng hội đồng giám sát của quận Los Angeles đã đồng ý xét lại cái nghị quyết này, và hiện nay họ đang đề nghị một cái nghị quyết khác để sẽ được đệ trình và cứu xét vào ngày thứ ba 21 tháng 5 sắp tới, để mà đổi cái ngày của Jane Fonda từ ngày 30 tháng 4 như hiện nay sang ngày 8 tháng 4. Đây là một cái việc làm rất là cấp thiết của hội đồng giám sát của quận Los Angeles, và chúng tôi rất vui mừng được đón nhận cái sự nhượng bộ này. Tuy nhiên cái nghị quyết này được đưa ra vào ngày 21 này vẫn phải được chấp thuận của đa số các thành phần trong hội đồng giám sát, tức là tối thiểu là 3 thành viên. Cho nên chúng tôi cùng loan báo với cộng đồng từ khắp nơi cũng phải tiếp tục vận động, cũng phải tiếp tục trình bày quan điểm của mình tại hội đồng giám sát cho tới khi họ có cái quyết định chính thức để đổi cái ngày Jane Fonda như vậy. Và đó là cái việc làm chúng tôi đang tiếp tục vận động, tiếp tục tiếp xúc với hội đồng giám sát của quận Los Angeles để mà trình bày trong cái buổi họp thường xuyên của họ sắp tới vào ngày 21 tháng 5 này. Và đó là một tin vui, nhưng mà chúng tôi cũng rất là thận trọng trong cái việc loan tin này, tại vì chúng tôi không muốn họ đổi ý hay chùn bước hay là wow, chúng ta hụt hẫng vì những vấn đề này. Cho nên chúng tôi thông báo đến đồng hương để mọi người có thể tiếp tục hoạt động, nói lên cái quan điểm của mình liên quan tới cái vấn đề này rất quan trọng này. Dạ vâng, cảm ơn luật sư đã cho những cái tin cập nhật về cái diễn tiến và trên Fonda là cái ngày mà trên Fonda đây. Thưa quý vị, trong những tuần vừa qua thì chúng tôi biết rằng là khi mà cái tin tức nó được xảy ra như vậy thì các anh em dân cử
dân biểu trí tả, cá nhân chúng tôi, Hội đồng thành phố Westminster và cũng như là luật sư Nguyễn Quốc Lân ở đây đã có những cái chương trình để vận động một cách thiết thực. Thí dụ như chúng tôi thì chúng tôi đã ra một cái phiên họp khẩn cấp để chúng ta có thể kịp thời để mà trình bày trong cái phiên họp kế tới của Hội đồng giám sát của Hạt Los Angeles. Thì quý vị thấy rằng là nó xảy ra trong cái thời gian rất là ngắn, mà những cái phiên họp định kỳ của người ta đó thì thường có thể là 2 tuần một lần là như vậy. Thì thưa với quý vị, riêng luật sư Nguyễn Quốc Lân, tôi đã biết rằng là ông không chỉ là lên có những cái lá thư lên tiếng, nhưng mà ông cũng đã vận động để nhận những chữ ký đó để kịp thời để mà chuyển sang cho cái buổi họp kế tiếp của hội đồng. Chỉ có cách đây khoảng chừng 1-2 buổi họp thôi mà quý vị thấy rằng là chúng ta có một cái kết quả, gọi là kết quả tạm thời. Tôi chưa có nói là kết quả chính thức được, là bởi vì họ còn một cái phiên họp vào thứ ba này, vào ngày 21 tháng 5, thứ ba 21 tháng 5, để mà họ có thể cứu xét. Tuy nhiên họ đã lên chương trình rồi. Trong chương trình đó thì luật sư nói rằng là họ chọn một ngày khác, họ đề nghị chọn một ngày khác, chứ chưa phải là chọn một ngày khác, họ đề nghị chọn một ngày khác thay vì ngày 30 tháng 4. Tôi cho rằng đây là một cái tiếng nói và cái sự vận động. Qua cái chuyện và vận động như vậy, nó là cái tiếng nói và sức mạnh của cộng đồng của chúng ta. Chúng ta đang thể hiện cái sức mạnh cộng đồng. Mặc dù là hội đồng giám sát ở bên quận hạt Los Angeles họ không xa với chúng ta, nhưng mà nơi đó chúng ta không có cái sự đông đảo người Việt hoặc tập trung lại. Nhưng mà từ ở quận Cam, chúng ta đã vọng lên cái tiếng nói như vậy. Và chúng ta thậm chí rằng có những người đã có mặt ở ngay trong phiên họp kế tiếp của họ để chúng ta vận động. Và họ đã nghe chúng ta để mà họ sắp xếp chương trình có thể thay đổi cái ngày đó vào một ngày khác. Hy vọng rằng trong cái ngày kết quả của cái phiên họp ngày 21 tháng 5 này, họ sẽ thay đổi một cái ý kiến là một cái ngày khác, lấy chọn một ngày khác cho cái ngày đó. Lý do mà chúng tôi nghĩ rằng là tôi theo như chúng tôi với lại thành phần là những người lãnh đạo đã làm việc trong cái chính quyền, thì chúng tôi thấy rằng khi mà đi tới cái bước này rồi thì nó cũng rất là có thể đạt được cái kết quả như chúng ta mong muốn. Tuy nhiên như luật sư nói là chúng ta phải thận trọng trong cái vấn đề này, bởi vì chúng ta chưa biết được là trong cái phiên họp đó cãi qua cãi lại rồi tới hồi cuối cùng họ phải bỏ phiếu, thì chúng ta cần phải là cái bỏ phiếu về cái phương diện mà họ về cái điều mà chúng ta muốn làm. Thì cái điều này luật sư nói như vậy, thì luật sư có cái cảm nghĩ thế nào và có những cái chương trình gì kế tiếp để mà chúng ta có thể nói cho đồng hương của chúng ta biết được là diễn tiến sắp tới sẽ là như vậy, như vậy, nếu không là như vậy thì nó là thế nào? Vâng, thưa thị trưởng, đúng là theo những như nhận định thị trưởng là mọi chuyện có thể chiều hướng tốt đẹp, nhưng mà chúng tôi không thể nào gọi là ý được, tại vì rất có thể là những người như nhân vật Jane Fonda, họ nói là ok, tôi không cần quý vị đổi, thôi mặc kệ, tôi không cần đếm nữa, tôi không đếm xỉa về cái này, tôi không muốn nhận nữa, tôi không muốn được visa cái kiểu này như thế này nữa. Tốt. Thì sao? Wow. Bỏ đi. Nhưng mà nó gây hụt hẫng cho hội đồng giám sát. Họ nghĩ là cái này, wow, họ phải chọn lựa là lấy cái nhân vật tài tử Hollywood này hay là lấy cộng đồng. Trong lúc cộng đồng chúng ta chưa có cái cơ hội phối hợp vận động như vậy, thành ra rất là cẩn chắc vào ấy nấy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ cái hành động của hội đồng giám sát nó là vì là họ thiếu cái hiểu biết, thiếu cái quan hệ với cộng đồng, cho nên một cái phần của khi mà trình bày cái vấn đề, chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh cái chuyện vận động để cho họ đặt cái vấn đề vì cái chuyện chính sách ác độc, chính sách vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam tiếp tục với người dân trong suốt gần 50 năm qua, cho nên mình mới có cái cơ hội phản ứng như vậy. Và chúng tôi cũng sẵn cơ hội này muốn mời các thành viên của hội đồng giám sát đến thăm khu vực Little Sài Gòn để họ thấy được cái sự lớn mạnh cộng đồng của chúng ta, họ thấy được cái quan tâm của chúng ta, để hy vọng chúng ta có cái sự giao hảo, có cái sự liên kết như vậy thì nó bớt đi những chuyện hiểu lầm về sau này. Không những cái chuyện này không, mà có nhiều cái vấn đề khác hội đồng thành phố họ làm mỗi họ nên cân nhắc đối với cộng đồng của chúng ta khi có những cái hình, cho thấy là chúng ta có cái cơ hội nhờ tới hội đồng giám sát của quận Los Angeles để nhờ họ vận động giùm chúng ta cũng có cái sự quen biết đó, cho nên các chủ vận động này nó có nhiều cái mục đích khác nhau chứ không phải là chống đối cái cô Jane Fonda như là mọi người nghĩ.
Vâng, chúng tôi nghĩ rằng là cái tiếng nói của cộng đồng của chúng ta qua nhiều phương diện khác nhau, qua các cái vị dân cử, luật sư Nguyễn Quốc Lân, dân biểu Chi Tạ, cá nhân chúng tôi, rồi nhiều người nữa, để mà lên tiếng cũng như là vận động cư dân hoặc là đồng hương của chúng ta nói lên cái tiếng nói đó. Tôi nghĩ là cái đó nó có ảnh hưởng rất là mạnh. Ảnh hưởng ở đây như luật sư nói là chúng ta mỗi ngày chúng ta vẫn còn đang tranh đấu, đấu tranh cho một Việt Nam tự do, đấu tranh cho tự do nhân quyền, đấu tranh cho tự do ngôn luận, đấu tranh cho tự do tôn giáo. Những cái đó có thể có những người nói rằng là nó không còn xảy ra, nhưng mà thưa với quý vị, nó xảy ra hàng ngày trên đất nước quê hương của chúng ta, chỉ vì chúng ta không biết mà thôi. Cho nên những người trong cái vấn đề tranh đấu đó, họ nhận được những cái tin tức này. Mà không lẽ là chúng ta cứ rào lúc nào cũng nói tới, nhưng mà chúng ta có một cái chương trình đấu tranh một cách nó hữu hiệu. Qua cái việc này, tôi nghĩ rằng nó xảy ra ngay tại quận hạt Los Angeles. Người Việt tại quận Cam cũng đã lên tiếng rất là mạnh mẽ để có được cái kết quả như vậy. Tôi tin tưởng rằng qua các cơ quan truyền thông, ngay cả cơ quan truyền thông Việt Media này, trên truyền hình, trên các đài truyền hình, trên YouTube, nó sẽ đi xa hơn. Và đây cũng có thể là một cái bài học mà cho nhiều nơi họ chưa hiểu tới cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Nó cũng có một cái positive như vậy. Nó rất là quan trọng. Lý do như thế này là họ không ngờ những cái chuyện mà rõ ra là bình thường của họ lại có cái phản ứng như là dân biểu Chí Tạ ngay lập tức gửi thư phản đối ngay ngày hôm sau, và dân biểu cũng đích thân đến buổi họp để trình bày cái quan điểm của cộng đồng chúng ta. Họ không thể ngờ được là một cái thành phố như Westminster lại có buổi họp khẩn cấp để đề đạt một cái lá thư nghị quyết lên án hành động của họ. Thường thường các thành phố họ không có làm như vậy. Họ thấy ngay cái hành động đó không phải là buổi họp gọi là bình thường để mà ra nghị quyết, không, buổi họp đặc biệt để chỉ thể thảo quyết này. Họ thấy cái hành động đó, họ thấy họ không ngờ được là tự nhiên có cái thỉnh nguyện thư như tôi đã đề đạt lên change.org, để mà có đến hiện nay có đến gần 1.500 chữ ký người Việt Nam, người không phải người Việt Nam, từ khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì là người ở quận Los Angeles hay là Orange County không, mà họ thấy được cái danh sách, tất cả mọi người đều coi được cái số lượng đó và cái mức độ thâu thập chữ ký đó, họ thấy cái thành phần đó, họ sẽ biết rằng tại sao họ phải làm sai đến độ như vậy, mà trong lúc để được cái gì, họ được cái ân tình gì của bà Jane Fonda. Đó là cái chuyện mà phối hợp với nhau nó rất là tác trọng. Nhưng tôi nghĩ cái quan trọng của tôi đối trong cái cuộc này chúng chỉ là cái cơ hội để mình đưa ra ánh sáng về cái tình trạng vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam, cái chính sách tàn ác của họ đối với người dân, cho nên mới có những cái phản ứng kịch liệt như vậy. Nếu mà chính phủ của Cộng sản Việt Nam họ đàng hoàng tử tế với người dân thì chưa chắc là có những hành động mạnh mẽ như vậy. Và đó là cái lý do chúng tôi dùng cái cơ hội này đưa ánh sáng cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam là vì như vậy. Tôi nhớ có một cái buổi nói chuyện với luật sư Nguyễn Quốc Lân trên một cái chương trình TV, có thể là trên Việt Media. Tôi có đặt cái vấn đề là nếu là hội đồng giám sát quận hạt Los Angeles chọn cái ngày 30 tháng 4 mà vinh danh bà Jane Fonda đó, thì nó một là có thể là vô tình vì như họ không biết như là sư mới nói, hai là họ cố ý. Trong cái sự cố ý thì chúng ta phải, cái vấn đề đấu tranh của chúng ta còn mạnh mẽ hơn. Cái vấn đề vô tình chúng ta vẫn để giải quyết rất là dễ dàng. Cho nên trong cái vận động của chúng ta, vận động nhưng mà chúng ta vận động một cách khôn khéo, chúng ta vận động một cách là nói cho họ hiểu về cái sự quan tâm của chúng ta, về cái việc làm của họ, nó không có đi với cái quan điểm của đồng hương tị nạn. Ngay cả trong cái thành phố chúng tôi, khi mà chúng tôi có một phiên họp khẩn cấp như vậy, chúng tôi cũng cho họ biết là đây là một phiên họp khẩn cấp. Khẩn cấp ở đây là thưa quý vị, phiên họp khẩn là không phải những phiên họp định kỳ mà chúng tôi phải đưa vào để mà thảo luận. Sau đó chúng tôi ra cái nghị quyết. Nhưng trong cái nghị quyết đó, chúng tôi nói trình bày một cách rất là lịch sự trên một cơ quan công quyền với một cơ quan công quyền. Chúng tôi trình bày với nhau một cách rất là thấu hiểu về cái vấn đề mà cái sự quan tâm của cư dân cũng như đồng hương Việt Nam của chúng ta. Và khi mà họ nhận cái đó, họ hiểu chứ không phải là chúng ta tự nhiên chúng ta lên án họ rồi. Khi mà chúng ta lên án họ thì thị trưởng chia sẻ đây, đó là lý do tại mình phản đối là một chuyện,
Nhưng mà mình phải giữ trong cái bề thế mà mình vẫn còn tiếp tục nói chuyện với họ, họ vẫn nói chuyện với mình. Mình không có lên án mạt sát chửi sỉ vả họ. Cái đó là cái chuyện tôi nghĩ là cái nghị quyết của thành phố chúng tôi rất là khôn ngoan, dùng cái ngôn ngữ rất là bình thường trong trong cái khung cảnh của cái chính sách ngoại giao của tất cả của nó, chứ không có dùng cái chữ mà giao to búa lớn để chửi bới họ, chỉ lấy điểm với người của mình thôi. Mà nó không đạt được cái mục đích là họ có thể nói anh là ai, anh bắt tôi làm cái gì, anh là cái thế gì của anh mà tại sao phải nói chuyện với người anh sỉ vả tôi như vậy. Đúng. Thành ra nó hại đi cái mục đích của mình, cho nên cái sự khôn ngoan của thành phố chúng tôi rất là quan trọng ở cái điểm đó. Tôi cảm ơn thành phố chúng tôi đã giữ vững cái lập trường ở điểm đó, cho nên ngay cả trong cái thỉnh nguyện thư chúng tôi cũng nói rất là lịch sự, rất hòa nhã. Chúng tôi ngay tới giờ này chúng tôi cũng không hề kết án họ là cố ý làm chuyện này, bởi vì chúng ta không có cái bằng chứng là họ nói cái gì họ cố án, cho nên chúng ta vẫn giữ cái quan hệ đó. Lý do tại sao họ vẫn tiếp tục nói chuyện, tiếp xúc thường xuyên với văn phòng của dân biểu tại Đức Chí, với những người chúng tôi, với những cái thành phần mà tham gia cái này, chỉ vì mình phải nói chuyện lịch sự với họ, cho nên họ cũng tiếp tục. Chứ nếu mà mình cứ dùng gia to búa lớn thì là cũng không bao giờ đạt được cái mục đích của mình muốn, thưa thị trưởng. Dạ vâng, đúng như vậy thưa với quý vị. Thì khi mà hội đồng thành phố, tôi xin được thông báo lại cho quý vị, hội đồng thành phố thông qua cái nghị quyết hôm đó, để rồi chúng tôi viết một cái lá thư kèm theo với cái nghị quyết đó gửi ngay cho hội đồng giám sát của quận hạt Los Angeles. Quý vị biết tại sao mà gọi là một phiên họp khẩn cấp? Phiên họp khẩn cấp để chúng ta có thể có được cái đó, tài liệu đó là chính thức của thành phố gửi cho họ ngay. Cho nên khi họ nhìn vào, đây không phải là chỉ là một người, hai người, nhưng mà cộng với lại tất cả mọi dân cử khác, cả hội đồng thành phố Westminster đã lên tiếng. Thì hôm đó cái số phiếu là 5-5 đã đồng ý để mà thông qua cái việc này. Cho nên chúng tôi cũng xin được thông báo lại cho toàn thể quý vị biết về vấn đề đó. Không biết là luật sư còn cái vấn đề gì nữa muốn trình bày về vấn đề ngày trên Phonda không? No, chỉ có vậy thôi. Cảm ơn thị trưởng cho tôi trình bày cái vấn đề này. Tôi biết là trở lại với thành phố, tôi có những cái sinh hoạt mà đặc biệt mà thị trưởng cần thông báo với đồng hương. Cảm ơn luật sư. Thưa như quý vị thấy rằng là chúng tôi cập nhật những cái tin tức, về kể cả những tin tức sinh hoạt của thành phố, và luật sư có hỏi về thành phố Westminster. Thưa với quý vị, thành phố Westminster sẽ có cái buổi... cái buổi do Sở Công Chánh sẽ tổ chức cái ngày được gặp gỡ cư dân, để cư dân có cái cơ hội gặp gỡ và chia sẻ cũng như là sinh hoạt với nhau hay là ăn trưa với nhau. Và bên cạnh đó có rất nhiều các cơ sở công quyền khác cũng có mặt ở đó ngày hôm đó. Nếu quý vị có bất cứ một cái câu hỏi gì liên quan tới cuộc sống của mình, cho dù đó là về vấn đề cảnh sát, cho về vấn đề cứu hỏa, cho về vấn đề sinh hoạt hàng ngày, cho về vấn đề rác hay cầu cống, tất cả đều có mặt ở đó, họ tham dự. Cho nên quý vị có thể đi được từng tới từng trạm để mà có thể có những câu hỏi gì quý vị đặt. Đây là những cái cơ hội để quý vị có thể tìm hiểu trong cái cuộc sống của mình. Cái ngày đó sẽ là ngày thứ bảy này vào lúc 9 giờ cho tới 2 giờ chiều. Ngay tại cái public yard, có nghĩa là cái sở công chánh, nó nằm ở ngay cái sau chùa Điều Ngự đó thưa quý vị, sau cái chùa Điều Ngự và nằm ngay góc đường của Hazard và đường Olive. Nếu quý vị đi từ nhà thờ Westminster, quý vị chạy thẳng đường Westminster, thẳng đường Olive, ngay góc đường Westminster, chạy thẳng xuống khu Hazard. Trước khi tới đường Hazard thì quý vị thấy được cái khu vực đó. Nếu quý vị cần thiết, quý vị có thể liên lạc về với lại số điện thoại của thành phố để mà có thể biết thêm chi tiết. Thưa quý vị, vào thứ bảy này từ 9 giờ tới 2 giờ trưa nhé. Xin quý vị gọi đưa người gia đình của mình, và ăn trưa cũng có ăn trưa ở đó, mặc dù ăn trưa nhẹ, hot dog, nướng, barbecue vân vân. Thì theo quý vị, chúng tôi xin được đại diện cho Sở Công Chánh cũng như là thành phố Westminster kính mời quý vị và gia đình quý vị tham dự cái ngày open house của bên Sở Công Chánh vào 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều thứ bảy này tại góc đường Olive và đường Hazard. Một cái sinh hoạt khác mà chúng tôi xin được thông báo quý vị, chúng tôi rất hân hoan để thưa với quý vị là trong một cái buổi talk show nào, chúng tôi cũng đã nói chuyện với quý vị về vấn đề này hơn một năm trước đây, là chúng ta phối hợp giữa ba thành phố Westminster, Fountain Valley và Grand Rove, để có một cái trung tâm
huấn luyện cho người vô gia cư hay là giúp đỡ cho họ. Trong đó có lo về vấn đề ăn uống, chỗ ở và tập cho họ hay là giúp cho họ có một cái huấn nghệ cho họ. Thì thưa với quý vị, hơn một năm trời chúng tôi có được cái địa điểm nằm trong cái thành phố Grand Rouge, và bây giờ ba thành phố đã chuẩn bị để khai trương cái địa điểm đó, sẽ được khai trương vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Thì chúng tôi xin được Tòa Hân Hoan thông báo đến quý vị, và đặc biệt là những người vô gia cư mà cần đến cái sự giúp đỡ thì xin quý vị liên lạc trực tiếp về cái thành phố của mình để có thể nói rằng là tôi muốn tham dự vào trong chương trình này. Dĩ nhiên chương trình này họ không có giúp cho chúng ta mãi mãi được, nhưng mà họ giúp cho chúng ta trong cái khoảng thời gian 3 tháng, 6 tháng, nếu cần thiết là 9 tháng, để chúng ta có thể gọi là vững được và bước đi để mà làm lại cuộc đời. Thành thử ra nếu quý vị biết là những người mà vô gia cư là người Việt của mình, hay là bất cứ người vô gia cư nào mà quý vị thấy rằng họ cần thấy sự giúp đỡ, xin nói cho họ biết để ở chương trình này. Một chương trình khác thưa với luật sư là chúng tôi cũng muốn nói luôn là về bên học khu, bên sở cơ quan của Midway City là sở vệ sinh đó thưa quý vị, thì là vào ngày mùng 8 tháng 6 tới đây, thì là từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, thì là nếu quý vị có những nhu cầu mà cần bỏ đi những cái vật dụng trong nhà của mình đó, thì đây là cái clean up event mà chúng tôi đã có biết bao nhiêu năm nay rồi, có lẽ rằng nói ra thì quý vị cũng biết, nhưng mà cái buổi đó sẽ vào ngày thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 6, ngay cái tại công viên của được gọi là Bosa Chica Park. Thì nếu mà quý vị đi từ đường Westminster, từ phía cộng đồng Việt Nam của mình đi xuống đó, đi về phía West, đi tới đường University của phải vô, thì quý vị chạy vô, quý vị sẽ thấy ở là đó. Nhưng mà quý vị nhớ rằng nếu quý vị có nhu cầu thì chuẩn bị trước đi, hay là sáng sớm ngày hôm đó hoặc là trước ngày hôm đó quý vị mang tới, thì khi mà mang tới cái địa điểm đó là nhân viên họ sẽ lấy xuống cho quý vị. Chúng tôi có một điều nói cho quý vị biết rằng là chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý vị mang tới trễ, là bởi vì những cái thùng rác mà có ở đó nó đầy hết rồi, thì quý vị phải trở về, phải chở những cái vật dụng đó về, mà trở về lại phải mang xuống chứ không để trên xe được. Cho nên chúng tôi muốn nói với quý vị, nếu có nhu cầu quý vị tới sớm trước khi những cái thùng rác đó đầy hết. Đó là cái điều quan trọng tôi nhắc, bởi vì đầy rồi chúng tôi không lấy được nữa, mà quý vị mắc công quý vị đưa đỡ tới rồi, bây giờ quý vị phải mang về, quý vị sẽ bực tức. Cái chuyện đó chúng ta không thể bực tức nhau khi chúng ta đã nói chuyện với nhau trước về vấn đề này, đã warning cho quý vị trước. Vâng, và trong cái tuần vừa qua thì chúng tôi cũng có cơ hội để mà tham dự một cái chương trình rất là hữu ích mà do của bên học khu Grand Rouge. Mà nói tới học khu Grand Rouge thì thưa với quý vị, là luật sư Nguyễn Quốc Lân ở đây, là ông đã có cái quá trình gọi là làm việc trong đó hơn 20 năm rồi. Và ông đã đóng góp rất là nhiều. Và khi mà chúng tôi được tới tham dự và được gọi là cho biết về cái sinh hoạt của học khu như vậy, thì chúng tôi rất là ngưỡng mộ về cái tinh thần làm việc của tất cả mọi người. Và ngày hôm nay cũng có luật sư ở đây, chúng tôi sẽ hỏi thêm luật sư về cái vấn đề cái chương trình. Tại vì không chỉ là liên quan tới vấn đề học vấn của các em, mà nó liên quan tới gia đình, mà họ đi quá hơn cái vấn đề mà học vấn để mà lo cho cái sinh hoạt của cư dân của các em, kể cả những người là phụ huynh của các em ở các trường mà thuộc vào thành phố của Westminster. Thì thưa với quý vị, luật sư Nguyễn Quốc Lân thì cũng đã có quá trình như chúng tôi nói hơn 20 năm sinh hoạt, và trong tháng 11 này ông sẽ ra tranh cử vào cái chức vụ của thị trưởng của thành phố Grand Rouge. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ hỗ trợ trong tháng 11 này, cá nhân chúng tôi cũng phải ra tranh cử trở lại cho cái chức vụ của bên sở môi trường vệ sinh Midway City. Có lẽ rằng chúng tôi sẽ thông báo quý vị nhiều hơn về vấn đề này, nhưng hôm nay trong cái phần này chúng tôi xin được đặc biệt là nhắm vào cái việc mà luật sư có thể nói thêm về cái sinh hoạt của cái học khu của Grand Rouge, tại sao nó liên quan tới nhiều thành phố khác nhau,
và nó liên quan tới người dân hay là cái phụ huynh thế nào? Xin mời luật sư. Dạ vâng, một cách nhanh chóng, sắp hết giờ rồi. Chúng cảm ơn thị trưởng đã đến dự buổi họp với lại các viên chức của học khu Garandro. Tại vì cũng biết là học khu Garandro nó bao gồm 7 thành phố khác nhau trong cái khu vực Lưu Sài Gòn này. Cho nên 7 thành phố chúng tôi phải tiếp xúc với 7 hội đồng thành phố, 7 sở quan cảnh sát, 7 sở quan cứu hỏa. Thành ra cái sự phối hợp nó rất là quan trọng. Công việc của chúng tôi không những là lo vấn đề giáo dục, chúng tôi phải lo vấn đề an toàn, safety của các phụ huynh cũng như các con em. Cho nên những cái việc tiếp xúc như là thành phố Westminster đã đồng ý biệt phái một nhân viên cảnh sát đến làm việc riêng biệt đặc trách cho với học khu Garandro đều rất là quan trọng. Cái sự biệt phái này nó giúp chúng tôi có thể phối hợp với các nhân viên cảnh sát thuần tí, giúp chúng tôi là vấn đề an ninh đối phó với những cái biến cố khẩn cấp, những cái biến động nguy hiểm cho các em như vậy. Cho nên cái sự phối hợp nó rất là quan trọng để bảo vệ cái sự an toàn, cũng như cái sự phối hợp về vấn đề tâm thần, về vấn đề chữa trị y khoa, y tế. Tại vì các em đi học mà gia đình của em không bị ổn định, hay là không có đủ Medicare, không có khám mắt, không có những cái vấn đề an toàn về chỗ ở cho các em, thì cái vấn đề đó thuộc về thành phố của hay là của quận nhiều hơn. Mà chúng tôi có sự phối hợp đó cho nên giúp đỡ phụ huynh các em, giúp đỡ các em lo được vấn đề để các em yên ấm lo việc đi học của em là việc rất là quan trọng. Nhiều em trốn học chẳng hạn, phụ huynh mà không có ai giữ con chẳng hạn, có giữ con ở nhà mà không có ai chăm sóc cho các phụ huynh các em đi làm chẳng hạn, thì chúng tôi vẫn cần sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan của thành phố để giúp đỡ những cái việc cư dân nghèo khó này trong trường hợp đó. Cho nên cái sự phối hợp nó rất quan trọng, và cảm ơn thị trưởng cũng như nhiều vị dân cử các vị khác, nhờ cái sự quen biết quan hệ chúng tôi có sự phối hợp đó, cho nên để mọi người có sự an tâm là tất cả chúng tôi đều làm việc với nhau, không những lo vấn đề giáo dục học vấn cho các em mà lo vấn đề an toàn cũng như là vấn đề trợ giúp về vấn đề tinh thần của các em rất quan trọng. Cảm ơn thị trưởng đã tiếp tay với chúng tôi trong suốt thời gian qua làm những việc này. Dạ vâng, thì thưa với quý vị, chúng tôi trong cái vai trò làm việc với thành phố thì chúng tôi đã thấy được cái sự làm việc rất là hăng say của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Ông đã rất nhiều lần đến với thành phố để mà yêu cầu thành phố trong cái vai trò này, trong vai trò kể cả cái việc mà yêu cầu biệt phái một vị cảnh sát để tới làm việc trong những khu vực của học khu Garandro. Nói tới học khu Garandro, như luật sư nói là 7 thành phố, trong đó thành phố Westminster cũng có những cái trường học nằm ngay trong thành phố Westminster nhưng thuộc về học khu Garandro. Đó là lý do tại sao chúng tôi cũng có cái trách nhiệm phải cộng tác với học khu Garandro để mà không chỉ là bên phương diện học vấn, nhưng mà chúng tôi phải lo vấn đề về vấn đề an toàn. Lo vấn đề an toàn ở đây là lo vấn đề an toàn cho những học sinh cũng như là con em của mình hiện nay cũng đang là sinh hoạt ngay tại hay là đang học, đang theo học ngay cái trường mà nó nằm trong cái thành phố Westminster. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân đã đến đây trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi mong rằng là quý vị hãy thông tin cho nhiều người để được biết về chương trình này. Chúng tôi có những chương trình hàng tuần như vậy để gửi tới cho quý vị, mong rằng cập nhật những cái điều mà chúng ta cần có để trong cuộc sống của chúng ta ngày một thăng tiến hơn. Không biết là luật sư có một cái có lời gì để mà chia sẻ nữa không? Không thì xin mời luật sư gửi lời chào đến cho tất cả. Cảm ơn thị trưởng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Mong rằng quý vị cũng tiếp tục hỗ trợ chúng tôi, hỗ trợ thị trưởng cho nên mình chỉ trong những công việc chúng tôi làm, và cái sự hỗ trợ của quý vị nó rất là quan trọng để chúng tôi có được uy tín với các cơ quan chính quyền. Họ biết rằng mình có cái sự hỗ trợ của cộng đồng, cho nên những gì mình nói nó có trọng lượng hơn là nếu mình không có sự hỗ trợ thì khó có thể mà đề đạt những cái gì quan trọng cho cộng đồng của mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chúc quý vị những ngày bên gia đình thật vui vẻ và có một cuộc sống thật an bình. Xin cảm ơn tất cả quý vị.